Ok, Wasco level 26. Nước chảy. Chạy đâu? Mất tích luôn. Mình cứ không xông lên nó cũng không xông lên luôn. Ôi. Cái của mình đang di nó hơi nhanh. Không lên lại nữa. Đứng đây là bắn trên tường. Máu này. Khoảng 53 máu nữa. Chắc ăn thì đi về ăn máu nha. Về ăn máu chứ chắc ăn. Băm nó phát là chết luôn. Rồi, 103 máu. Quăng. Ok, let's go. Đi vào 327. Đấy. Và mình đang thử trải nghiệm khẩu MP5. MP5 full 174 viên đạn cộng 29 viên một băng. Đạn nghe hơi ngáo à. Bắn rất lung tung luôn, không bằng cẩu AK Pro mình rồi. Nó lừa tình mình rồi. Ok thôi, bắn tạm vậy.
Ai ta? Ta nó dám nửa tình mình anh em ạ, nó nửa tình mình có một tên ăn bắn như gì. So với AK thì nó không có cửa gì luôn. Đằng này có tốc biến chạy rất là nhanh, nhưng mà cũng không thể nhanh bằng đạn được. Tôi đang bắn như thật. Đục đường này. Đục đường này. Má mì mọc hôm bạn chú ý độ tóe đạn của cái con MP5 nó rất là cao. Đấy. À. Má mì. Sao lại vẫn là MP4? Cũng khiếp thật. Chắc phải nát phải ra thay con AK rồi, thay con AK Pro vào đây thì được. Trời ơi. Mặc dù thì bắn thì vẫn không thể qua được, nhưng mà cảm giác nó không được sướng. Ai chàng chúng ta headshot. Đạn tàn sát. Trời. Hai em đi cùng lúc. Biệt kích. Biệt kích. Đúng biệt kích. Đó. Một viên cuối cùng. Một tên cuối cùng. À. Ê, cà lô. Lát à? Tốn kiếp thật. Mình đã vào mình chuyển sang khẩu súng bắn tỉa rồi mà. Bọn này
mất sờ dậy thật. Dạ. Nam có AK. Cứ là AK, cứ là AK, cứ là AK. Chó. Nó đứng ở đây chăng? Hả? Bắn mất luôn. Đông vậy. Đông vậy. Đông vậy. Đông vậy. Đông vậy. Giết nhầm một hơn bỏ sót. Bắn nát người ra luôn. Một tên nữa. Ok, Wasco mình đang cầm khẩu MP4 Pro. Đấy, bản nâng cấp của khẩu MP4 cùi bắp. Bản này là băng đạn. Trời ơi, tiếng kêu khác hẳn luôn. Một tiếng tung 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 tung. Đấy, rất hay. Đấy, 35 viên đạn. Còn một băng. Băng kia nó chạy đâu rồi? Mất tích rồi. À đây rồi. Solo hostile. Solo anh em. Người quá nhỉ. Tôi không lên đi. Tôi đang lên đi. Hai sọc. Thank you.
rồi, còn mỗi tên rồi, ăn thế. Nè, sọ, sọ.